16. Phẩm bất thối. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ dùng tướng hành trạng nào để biết nó là Đại Bồ Tát bất thối truyền? Phật bảo: Thiện hiện, nếu các Bồ Tát có thể biết như thật địa vị phàm phu, thanh văn, độc giác, Bồ Tát và Như Lai, thì mặc dù nói có sai khác, nhưng ở trong tánh trần như của các Pháp, không thay đổi, không sai khác, hoàn toàn không hai, không hai phần. Các Bồ Tát này, mặc dù chân thật ngộ nhập trần như các Pháp, nhưng đối với trần như không có sự phân biệt. Mặc dù nghe trần như cùng tất cả Pháp, không hai, không sai khác, nhưng không ngăn ngại. Mặc dù nghe các Pháp nhiều thứ tướng sai khác, nhưng đối với trong đó, không chấp trước. Các Bồ Tát này không bao giờ phát ngôn một cách khinh suất, nói ra những lời gì đều đưa đến lợi ích, hoàn toàn chẳng xem những điều tốt xấu hay dở của người khác, thương yêu bình đẳng và thuyết pháp cho họ. Nếu các Bồ Tát thành tựu các tướng hành trạng như thế thì nhất định chẳng còn thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, thiện hiện, các Bồ Tát này chẳng xem xét lời nói hình tướng của các phạm trí sa môn ngoại đạo, nghĩa là người đó thấy đúng, biết đúng pháp hoặc có thể trình bày pháp môn chánh kiến thì không có lẽ đó, hoàn toàn chẳng lễ kính thiên thần ngoại đạo, cũng chẳng cúng dường để cầu phước báo thù thắng. Lại nữa, thiện hiện, các Bồ Tát này chẳng đoạn nẻo ác, chẳng thọ thân người nữ, cũng chẳng sanh trong dòng họ ti tiện, ngoại trừ vì muốn độ thoát là hữu tình kia nên thị hiện sanh đồng loại để phương tiện giúp đỡ. Lại nữa, thiện hiện, các Bồ Tát này thường ưa thích thực hành 10 thiện nghiệp đạo, cũng thường phương tiện khuyến khích người khác thực hành, cho đến trong mộng cũng không trái phạm. Lại nữa, thiện hiện, các Bồ Tát này, các sự thọ trì, tư duy, đọc tụng vô số kinh điển làm cho thông suốt hoàn toàn là vì lợi lạc cho tất cả hữu tình. Thường nghĩ, ta đem pháp này giảng thuyết chỉ dạy cho các hữu tình, sẽ nguyện khiến cho tất cả pháp được đầy đủ. Lại đem căn lành, pháp thí như thế, bình đẳng trao cho các hữu tình, cùng có như nhau, hội hướng về sở cầu trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, các Bồ Tát này đối với pháp môn sâu xa mà Phật đã thuyết, nhất định chẳng nghi ngờ do dự, cũng chẳng mê mờ hoang mang, mà hoan hỷ tin nhận. Những lời nói ra đều vì lợi ích, biết chừng mực mà nói, lời nói nhỏ nhẹ êm ái, ít ngủ nghỉ, không hiện phiền não. Ra vào qua lại tâm chẳng mê lầm, thường luôn an trụ chánh niệm chánh tri, đi đứng oai nghi cũng đều như thế, dạo bước đi đến đâu cũng đều quan sát nơi ấy, an tưởng buộc niệm nhìn thẳng mà đi, nói năng cử động thường không gấp gáp vụt chạc. Các đồ dùng về ngoạ cụ y phục luôn sạch sẽ, thơm tho, không có các mùi hôi hám, cũng không cáu bẩn hay có các loài trùng như giận dẹp vân vân, thường ưa thanh nhàn, luôn không tật bệnh. Trong thân luôn